Xin sư giải thích dùm chúng con này, vì chúng con đang cố gắng hành trì việc phòng hộ các căn. Khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, nghiệp thành hộ trì nhãn căn. Thế nào là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng? Thế nào là những nguyên nhân vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Thế nào là hãy tự chế ngự nguyên nhân ấy, làm sao ta biết nguyên nhân ấy là nguyên nhân gì? Thế nào là sự hộ trì nhãn căn và các căn còn lại, tức là không nhìn, không thấy, không để ý, hay là có nhìn, có thấy nhưng tâm không nổi lên tham sân si? Đầu tiên ấy thì quý vị vào cái trang của sư. Ok. Quý vị vào cái trang của sư ha, cái phần trung bộ kinh. Trung bộ kinh, trung bộ tất cả là hoặc phần 2B. Thì ở cái phần này đó là sư nói đến cái việc là phòng hộ các căn. Ha, vừa khéo quý vị mở ra để quý vị xem. Tại vì sư đề nghị, tại sao sư đề nghị quý vị xem? Đó là bởi vì sư nói một cái vấn đề, sư nói hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ quý vị bắt sư phải nói lại thì nó rất là tốn thời gian. Trong đó đó bao gồm toàn bộ nội dung câu hỏi này. Còn bây giờ sư chỉ tóm gọn thôi ha, sư chỉ tóm gọn thôi. Tướng chung là gì? Tướng chung là tướng toàn bộ cái tổng thể. Ví dụ như đây là một người đàn ông, đây là một người đàn bà, đây là một bông hoa, đây là một căn nhà, đó là tướng chung. Tướng riêng là từng cái bộ phận chi tiết, ví dụ như đây là mắt, đây là mũi, đây là miệng, đấy, đó là tướng riêng. Còn cái nguyên nhân ấy, nguyên nhân đó là do khi tâm chúng ta không tu tập, chúng ta nhìn các cái mắt, những cái hình ảnh mà vừa ý thì tâm tham chúng ta khởi lên, bản thân tâm tham đó nó là ác bất thiện pháp. Nguyên nhân là do chúng ta không có sự chánh niệm, không có sự phòng hộ. Còn cái sự hộ trì đó là sự thực hành tứ niệm xứ, chứ không phải là cái chuyện là chúng ta nhắm mắt lại không nhìn, hoặc là thấy mà tâm không nổi lên các cái ác bất thiện pháp, không phải. Cái việc mà quý vị nhìn mà tâm không có sanh khởi tham sân si, đó là kết quả chứ nó không phải là cái phương pháp thực hành. Quý vị nên nhớ, sư nói giống như là khi chúng ta đói bụng thì cái đói nó là vấn đề cần phải giải quyết. Thì chúng ta không thể nào giải quyết theo cái kiểu là chỉ cần no là hết đói bụng. No nó là kết quả, no nó không phải là phương pháp. Phương pháp là gì? Ăn. Quý vị phân biệt ha. Vấn đề, phương pháp và kết quả. Vấn đề là chúng ta đói, phương pháp là chúng ta ăn, kết quả là chúng ta no. Cho nên ấy, vấn đề ở đây là gì? Mắt chúng ta nhìn thấy những cái cảnh vừa ý, các cái tâm bất thiện, tâm tham xuất hiện. Cách giải quyết là chúng ta giữ gìn chánh niệm. Kết quả mới là việc chúng ta nhìn nó mà tâm không sanh khởi tham sân si. Chứ không phải là chúng ta nhìn, chúng ta lấy cái chuyện mà tâm mắt nhìn mà tâm không thanh khởi tham sân si nó là cái phương pháp, không phải, nó không phải là phương pháp. Rất nhiều người đó khi họ hành thiền họ bị nhầm lẫn giữa cái phương pháp và cái kết quả, thành ra họ nói chuyện như một ông thánh vậy đó, nhưng thực tế nó không có giải quyết được vấn đề ha.